Là ngôi chùa cổ của vùng đất Thanh Liêm, chùa Tiên thuộc tổ dân phố Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh, từ lâu không chỉ là một địa điểm tâm linh nổi tiếng mà còn ẩn chứa những giá trị văn hóa lịch sử độc đáo cần được bảo tồn. Năm 2005, chùa Tiên được nhà nước xếp hạng là di tích thắng cảnh cấp tỉnh, đã góp phần tạo động lực để chính quyền và người dân quyết tâm xây dựng và tôn tạo nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Hà Nam. Đến với thắng cảnh chùa Tiên, du khách không chỉ được đắm mình trong không gian thanh tịnh của chốn thiền môn mà còn khám phá những điều kỳ diệu về ngôi chùa này. Điều này biến thắng cảnh chùa Tiên trở thành một điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua đối với những ai đam mê du lịch, mong muốn được khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của đất nước. Nằm trên đỉnh núi Đụn, chùa Tiên ẩn mình trong cánh rừng thông xanh ngút ngàn. Vẻ trầm mặc của ngôi cổ tự hòa lẫn với cảnh sắc núi non hùng vĩ nơi đây đã biến vùng đất này trở thành một trong những địa danh có 102 của vùng trấn Sơn Nam. Ngoài cảnh sắc, dân gian trong vùng còn truyền tụng một sự tích về chùa Tiên. Từ xa xưa trên đỉnh núi Con Quy, vùng đất này có một ngôi chùa cổ. Vào mỗi buổi chiều, tiếng chuông từ ngôi chùa ngân lên vang vọng khắp phủ Lỵ Nhân. Tiếng chuông đó còn vang lên tận không trung, mời gọi 100 con chim phượng hoàng về trú ngụ trên đỉnh núi Đụn. Dân gian có câu, đất lành, chim đậu. Sự xuất hiện của 100 con chim phượng hoàng cùng bàn cờ đá và giếng nước tiên là vẻ đẹp kỳ thú, thu hút các vị tiên bay xuống hạ giới, chơi cờ và đàm đạo thơ. Cái tên chùa Vọng Tiên cũng xuất phát từ đó. Đặc biệt, tạo hóa còn ban tặng cho mảnh đất này cảnh quan nguyên sơ với núi đồi thung lũng và quần thể sinh vật cảnh phong phú là rừng thông xanh ngút ngàn đã tạo cho nơi đây trở thành di tích cư thạch gắn bó hài hòa, huyền tích kỳ bí cùng cảnh sắc sơn thủy hữu tình của ngôi cổ tự tựa chốn thiền lâm, nên nơi đây được ví von là chốn bồng lai tiên cảnh. Chính huyền tích có 102 cùng cảnh sắc sơn thủy hữu tình đã khiến cho nhiều tao nhân mặc khách khi dừng chân ngao du tại vùng đất này đã ví von chùa Tiên là chốn bồng lai tiên cảnh ở hạ giới. Chùa Tiên ấy là nó riêng, nhưng mà với một các ngôi chùa và những cái nét độc đáo văn hóa thì nói chung, nhưng chùa Tiên thì đặc biệt nó khác, đó là nằm ở trên một quả đồi. Và thứ nhất, thiên nhiên đã ban cho một cái không gian và một cái sự huy hoàng mà đây cũng là một cái văn hóa là bao đời nay để giữ được. Đấy, thế cho nên là giữa cái khuôn viên và bản thân và đúng nhờ đến thập phương tín thí, rồi thì nhờ các đài báo, rồi thì các cả các Phật tử coi như về dâng hương và cũng là thấy được như thế và thấy rất chi là yêu mến cảnh cảnh chùa Tiên. Hiện nay bàn cờ và giếng nước tiên không còn, nhưng nơi đây vẫn giữ nguyên được cảnh sắc tươi đẹp với không gian thoáng đãng, hoang sơ. Đây chính là điểm thu hút hàng trăm du khách địa phương về cầu tài, cầu lộc và thả hồn du ngoạn cùng cảnh sắc nơi đây vào dịp lễ hội truyền thống. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, chùa Tiên được xây dựng cách đây 500 năm, mặt quay phía Tây, hướng ra sông Kinh Thủy. Từ chân núi Đụn thuộc tổ dân phố Đồi Ngang theo con dốc trên sườn núi thoai thoải sẽ dẫn du khách đến ngôi cổ linh tự chùa Vọng Tiên. Ban đầu chùa chỉ gồm hai gian nhỏ làm nơi thờ tự. Trải qua nhiều lần trùng tu, hiện nay ngôi chùa được xây dựng khang trang với bố cục mặt bằng tiền nhất hậu đinh, gồm tiền đường 5 gian, 3 gian trung đường, 2 gian thượng điện. Nét nổi bật trong kiến trúc của ngôi chùa chính là đề tài chạm khắc gần gũi với văn hóa của mảnh đất và con người nơi đây. Chùa thờ Ban Tam Bảo gồm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đức Ông và các nhân vật liên quan đến Phật giáo. Hiện trong chùa còn lưu giữ nhiều ngọc phả, sắc phong cùng nhiều đồ thờ tự quý hiếm, có ý nghĩa lịch sử
đối với vùng đất Thanh Liêm. Điều này càng khẳng định núi Đụn, Chùa Tiên là vùng đất địa linh có giá trị lớn trong quá trình hình thành văn hóa lịch sử của miền đất này. Nằm trầm mặc trên đỉnh núi Đụn, tuy không có dáng vẻ bề thế, nhưng Chùa Tiên lại ẩn chứa nhiều yếu tố thiêng. Điều này được thể hiện trong bài thơ Lẫm Sơn Tự, được chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, có ghi về vùng núi Đụn xưa kia, cũng là nơi triều đình nhà Lý về cày tịch điền. Vào thời kháng chiến, ngôi chùa còn là căn cứ cách mạng, nơi treo lá cờ đỏ sao vàng, cổ vũ phong trào lương giáo đoàn kết cùng đánh giặc, đồng thời là nơi hội họp, chỉ huy, vận động kháng chiến, tập hợp lực lượng du kích tại địa phương. Tôi đang có mặt tại Chùa Tiên. Nơi đây cho tôi cảm giác thanh bình và rất là đẹp. Tôi cũng đã có trải nghiệm thật là tuyệt vời với lễ hội truyền thống ở đây. Mọi người thì rất là vui vẻ, đặc biệt là họ thân thiện và mến khách. Với tôi thì đây là nơi thật tuyệt vời. Khi đặt chân lên chùa này thì tôi cảm nhận là cái sự bao quát xung quanh từ trên chùa nhìn xuống, cảnh rất là đẹp, view rất là thuần thiên nhiên. Đấy. Còn tôi đã tham gia cái lễ rước kiệu từ dưới chân núi lên đây và tôi thấy cái quy mô của cái lễ hội này đấy, rất là được nhân dân rất là đón nhận, được bà con nhân dân là hào hứng đón nhận. Về với chùa thì thiên nhiên cảnh rất là đẹp. Đấy. Là người con của quê hương tham gia lễ hội thì vẫn nhớ đến và vẫn lưu lại trong ký ức để mong có đến cái ngày đó để trở về. Một trong những bảo vật được người dân nơi đây tôn vinh và giữ gìn đó là chiếc chuông đồng được đặt tại tháp chuông trước cửa chùa. Chiếc chuông được đúc năm 1934, có sứ mệnh lịch sử vô cùng to lớn trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là biểu trưng cho tinh thần yêu nước gắn bó với cách mạng của nhân dân địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, với vị trí địa lý đẹp, Chùa Tiên đã trở thành mục tiêu của thực dân Pháp. Họ quyết định biến chùa thành khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, chứng minh cho sự độc đáo và quý báu của nơi này. Về với vùng đất này, không chỉ là cuộc hành hương về miền đất Phật để chiêm viếng, cầu tài, cầu lộc, mà mỗi du khách còn được thưởng ngoạn những cảnh sắc có 102 của tạo hóa đã ban tặng cho con người nơi đây. Với mong muốn phát triển giá trị di tích, đưa Chùa Tiên trở thành khu du lịch tâm linh, sinh thái, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đầu năm 2015, chính quyền địa phương và ban quản lý di tích đã tập trung xây dựng, tu bổ một số hạng mục quan trọng như nhà tổ, nhà khách, đúc quả chuông, đại hồng chung và các công trình phụ trợ khác. Đặc biệt, năm 2023, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự góp sức của nhân dân, ban quản lý thắng cảnh Chùa Tiên tiếp tục tôn tạo, xây mới ngôi nhà giảng Pháp với quy mô 100m2 cùng hệ thống sân chùa, cảnh quan, tượng Pháp cũng được quy hoạch bài bản. Điều này góp phần đưa khu du lịch Chùa Tiên trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến chiêm viếng. Thì tôi về đây là cứ thấy Chùa Tiên nhà mình ngày một khang trang, thì tôi cảm thấy rất viên mãn với cái cảnh này. Và tới đây mà có điều kiện mà xây dựng thêm được cái chùa cổ kia đẹp nữa thì tuyệt vời lắm. Mà nói chung là các Phật tử đã về đến đây thì đã về một lần, không ai muốn chỉ về một lần mà sẽ về nhiều lần. Dưới cái sự quan tâm của chính quyền huyện Thanh Liêm, nhất là thôn Đồi Ngang là người ta rất có tâm với cái chùa này. Cho nên là bà con cứ những cái ngày nào hội chùa này thì coi như cả làng đến, tôi cảm thấy đến đây rất là vui. Một trong những nét đặc sắc của thắng cảnh Chùa Tiên là lễ hội truyền thống được khôi phục từ năm 1992. Sau hơn 30 năm duy trì, lễ hội đã ăn sâu vào tâm thức và trở thành hoạt động văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Năm 2024, lễ hội Chùa Tiên được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương về tham dự. Đến đây vào những ngày lễ hội, du khách sẽ được hòa mình trong không gian linh thiêng cùng những hoạt động văn hóa tín ngưỡng phong phú như lễ rước Thánh Mẫu,
lễ dâng hương, tế nữ quan, liên hoan văn nghệ, màn chống hội. Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra giải đấu cờ tướng, cờ vua huyện Thanh Liêm mở rộng. Ngoài ý nghĩa giáo dục truyền thống, bảo tồn văn hóa địa phương, lễ hội năm 2024 còn là dịp để tưởng nhớ các bậc tiền nhân, tri ân những người có công, dựng làng lập ấp, cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa. Trong không gian thiêng của ngày lễ, được cùng nhau ôn lại giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đã nhân lên niềm tự hào và sự tôn kính với các bậc tiền nhân của mỗi người dân trên mảnh đất này. Từ đó, tạo động lực để mỗi người chung tay, bảo tồn và tôn tạo cảnh quan ngày càng khang trang, to đẹp, cho xứng tầm với di tích danh thắng của quê hương. Về cái lễ hội của truyền thống của Chùa Tiên ấy, thì cứ mỗi một độ xuân về thì lại bắt đầu đến tháng 3 đấy, thì là lại bắt đầu được chảy hội về Chùa Tiên. Thì cái hội của năm nay thì thứ nhất là nhà chùa cùng mấy cả cán bộ này ở tại địa phương cơ sở, rồi trong ban khánh chiết với nhân dân ấy, thì rất đồng lòng chuẩn bị một thời gian nào là hàng cờ, rồi đường xá, rồi khuôn viên để làm sao có một sự trang trọng và trang nghiêm của ngôi chùa và đón cái mùa hội. Năm nay thì thấy là nhà chùa thấy là nó có một cái là khang trang hơn, nhân dân cũng đồng lòng hơn này, Phật tử về cũng nhiều. Nhà chùa thì cũng mong muốn làm sao cứ tới đây cũng như là làm khuôn viên lại cho nó ổn thêm một chút, và cái nữa là khai lại để lại những cái vườn thông. Đây là một cái rất tốt, tu sửa đang muốn là tu sửa lại cái ngôi chính điện, làm sao cho nó an toàn và gìn giữ được cái nét độc của văn hóa. Ngoài nữa ra thì cũng là để cho các thập phương về lễ nó an toàn hơn. Đến với mảnh đất Chùa Tiên, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Vẫn là mái chùa cổ kính rêu phong, vẫn những hàng thông reo vi vu sớm chiều, kể những câu chuyện huyền tích. Vẫn những thung lũng cây cối hoang sơ, nhưng cảnh sắc ngôi chùa đã khoác lên mình một diện mạo mới, với khuôn viên thoáng đãng, các khu tâm linh khang trang, cây trái bốn mùa xanh tốt, sum suê. Và hơn hết là những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc và sôi nổi, cùng tinh thần hiếu khách của người dân địa phương, chính là tiền đề quan trọng để thắng cảnh Chùa Tiên trở thành khu du lịch tâm linh, sinh thái nổi tiếng và đầy triển vọng của huyện Thanh Liêm. Đồng thời, góp thêm một điểm du lịch thú vị, đầy hấp dẫn trong hành trình khám phá và trải nghiệm của du khách mỗi khi đến với vùng đất Hà Nam.